Hello, xin chào tất cả mọi người. Lại là mình đây, mình đã quay trở lại với video của mình. Và mình là Cao Thị Thanh Loan và hiện mình đang là sinh viên của Đại học EdX, lớp HP2 của A2. Mã số sinh viên của mình là C0V020HP19. Và buổi học ngày hôm nay đó là chính là mình nói về buổi học tham management, đó là chính là quản lý thời gian. Và buổi trước thì mình đã được thầy giáo dạy đó chính là cái cách quản lý thời gian ở bằng một cái đồng hồ sinh học sao cho hợp lý để các cơ quan trong người của mình được hoạt động tốt nhất và chúng ta có thể không bị ảnh hưởng đến tới cái sức khỏe của mình. Và mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái khung giờ mà những cái bộ phận trong cơ thể mình hoạt động làm sao để cho cái cơ thể của mình phát triển một cách tốt nhất. Và mình xin chia sẻ đó chính là cái đồng hồ thời gian mức từ 0 giờ đến 24 giờ trong một ngày để làm sao mà các bạn có thể làm sao mà các bạn có thể thực hiện để sao cho sức khỏe được ổn định một cách tốt nhất. Và thời gian hoạt động từ 1 giờ đến 3 giờ sáng thì đó là chính là thời gian hoạt động của gan. Và hoạt động của gan thì trong cái trạng thái ngủ sâu chúng ta trong cái thời gian từ 1 giờ đến 3 giờ sáng thì đó chính là hoạt động của gan. Thì trong 1 giờ đến 3 giờ sáng chúng ta phải lúc đấy chúng ta phải ngủ sâu để gan có thể thải độc các cái độc tố ra bên ngoài và chúng ta nghỉ ngơi để cho các cái chức năng phục hồi. Chúng ta không lúc đấy không được thức khuya, chúng ta phải đi ngủ sớm để làm sao cho gan thải độc một cách tốt nhất, thải hết các cái độc tố mà trong ngày hôm đấy cơ thể chúng ta hoạt động ra. Và cái thời gian từ 3 giờ đến 5 giờ sáng thì đó là cái thời gian hoạt động của phổi. Cũng trong cái trạng thái ngủ sâu, mơ và bắt đầu quá trình ghi nhớ thải độc phổi. Và tiếp theo là thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ sáng thì đó là thời gian hoạt động của ruột già. Khi mà chúng ta thức dậy ấy, thì chúng ta đi đại tiện để giải phóng cái chất khí cho ruột và thích hợp để thiền định. Và cái thời gian tiếp theo là từ 7 giờ đến 9 giờ sáng thì lúc đấy là cái hoạt động của dạ dày. Lúc đấy thì chúng ta bắt đầu ăn sáng để trạng thái của dạ dày hấp thụ một cách tốt nhất. Và chúng ta ăn hấp một cách tốt nhất, chúng ta không tránh mà ăn vừa ăn no thì chúng ta đi bộ. Bộ có thể làm sóc dạ dày và dẫn đến đau bụng. Và thời gian từ 9 giờ đến 11 giờ sáng đó chính là thời gian của lá lách hoạt động. Lá lách hoạt động nghĩa là cái trí óc của chúng ta minh mẫn, trạng thái tràn đầy năng lượng và thời gian thích hợp để ăn trưa. Từ 9 giờ đến 11 giờ sáng thì đó là chính là thời gian của lá lách hoạt động. Đó chúng ta hoạt động một cách minh mẫn, giúp chúng ta chuyển hóa năng lượng từ thức ăn, nghĩa là chúng ta sẽ hấp thụ thức ăn vào trong người để chúng ta có sức để hoạt động. Và thời gian là từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều là thời gian hoạt động của tim. Thời gian hoạt động của tim và các tuần hoàn máu, trạng thái các tuần hoàn máu lưu thông thì trạng thái tràn đầy năng lượng. Và thời gian thích hợp để ăn trưa, lúc đấy là thời gian để chúng ta thích hợp để chúng ta ăn trưa. Và cái thời gian từ 1 giờ đến 3 giờ chiều đó là bộ phận của ruột non hoạt động, phân loại và hấp thụ thức ăn. Chúng ta hấp thụ những cái thức ăn vào trong người và trạng thái năng lượng thấp. Cái thời gian mà chúng ta hết năng lượng lúc đấy là dạ dày của chúng ta đang hấp thụ đó, thì chúng ta bắt đầu đi nghỉ trưa để cho bộ phận ruột non hoạt động một cách tốt nhất. Và từ 3 giờ đến 5 giờ chiều thì đó chính là cơ quan của bàng quang, cơ thể phục hồi, giúp cái cơ thể bàng quang hoạt động, giúp cái chức năng của mình để giúp cơ thể phục hồi năng lượng và biết bài tiết những cái chất thải. Thời gian này thích hợp để học tập và làm việc. Thời gian từ
lúc đấy chúng ta có nhiều năng lượng giúp chúng ta hoạt động và làm việc một cách tốt nhất. Và tiếp theo đó chính là cái thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ chiều, thì đó chính là thời gian của thận hoạt động. Lúc đấy thì dự trữ những cái chất dinh dưỡng tạo tủy xương, thì và 7 giờ chiều tối thì đó cũng chính là cái thời gian để mình có thể ăn tối. Và từ 9 giờ đến 17 giờ đến 9 giờ tối thì đó là bảo vệ, lúc đấy là cái màng ngoài của tim ấy, thì chúng ta phải bảo vệ và thích hợp đọc sách, nghỉ ngơi. Cái thời gian đấy là cái thời gian thích hợp nhất để chúng ta nghỉ ngơi, có thể thư giãn đầu óc và có thể thư giãn đầu óc bằng những hình thức đó chính là đọc sách này, nghỉ ngơi. Và đây cũng chính là cái thời gian thích hợp nhất để chúng ta làm những cái việc làm giúp mình thoải mái hơn. Và cái thời gian từ 9 giờ đến 11 giờ tối thì đó chính là bộ phận tam tiểu cơ thể cân bằng nội tiết và trao đổi chất. Thời gian đi ngủ để chúng ta có thể các cái bộ phận hoạt động một cách tốt nhất. Dành cái thời gian ngủ là cái thời lúc 11 giờ tối là thời gian ngủ thích hợp nhất để cho những cái cơ quan bộ phận trong cơ thể của chúng ta hoạt động một cách tốt nhất, để chúng ta có thể đảm bảo được cái sức khỏe của mình. Và từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng thì đó chính là thời gian hoạt động của túi mật. Thì túi mật hoạt động là thời gian từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, thì lúc đấy chúng ta ngủ, túi mật bắt đầu hoạt động và tiết ra những cái dịch mật làm phục hồi các cái tế bào và sản sinh ra các cái tế bào máu, giúp con người trở nên khỏe mạnh hơn. Và đây là những cái chia sẻ của mình về cái đồng hồ sinh học mà mình đã được học và mình về mình tìm hiểu thêm. Và mong có gì sai sót thì mong các bạn có thể đóng góp ý kiến với mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.